Hello, chào mọi người nha. Hôm nay thì cá tem mình đã di chuyển ra đầm rồi. Thì hôm nay vừa đi câu và làm một cái thử thách, đó là một ngày đi câu và sinh tồn ở ngoài đầm nha mọi người. Thì hôm nay đi thì mấy anh em thì chưa có ai ăn sáng gì cả, chưa ăn uống gì cả. Bi nãy có ăn chưa Bi? Chưa. Sang, có ăn gì chưa? Chưa luôn, em biết ăn chưa ăn luôn. Đó, chưa ai ăn gì trơn á. Hôm nay thì anh em đi thì chỉ mang cần và một số phụ kiện, dụng cụ để đi câu thôi. Nếu mà ra đây á, nếu mà câu dính cá thì sẽ làm ẩm thực và có lương thực để ăn thôi. Còn không có là nhịn đói luôn nguyên ngày luôn, sinh tồn ở ngoài đây mọi người. Ngoài đây thì có gì ăn nấy nha. Tem hôm nay đi thì 4 người, còn một người nữa là Đạt chưa lại tới. Thì sáng thì tranh thủ đi sớm, đánh buổi sáng nha. Ồ, quá nắng lên này. Lâu quá thì không trở lại cái chỗ này câu thì rất là bệt và gông rất là nhiều luôn. Đường đi thì rất là khó đi. Nhưng mà gông cái kiểu này thì đánh mấy cái con mồi mà có lưỡi ba tiêu thì đánh không được rồi. Thì giờ thì chỉ đánh bằng mềm. Với mình giờ mình sẽ đánh cái con nhái nhảy nha. Hôm nay sẽ đánh con nhái nhảy, chắc nhái nhảy. Dạ thì hôm nay thì sẵn để test cái con nhái nhảy luôn cho đem luôn. Đây, nhái nhảy nha. Anh em cứ hỏi con nhái nhảy đánh chẽm được hay không. Thì hôm nay sẽ đi test cho anh em xem coi thứ có được hay không. Đây là mình lấy con nhái nhảy của Thái Lan. Đây. Đây thôi nha. Đây thì có cái chống vướng nè. Thì gỡ chống vướng thôi luôn. Gỡ chống vướng thôi luôn nha nè. Rồi, chơi thôi. Đánh mấy địa hình này nó mới có nhiều cái bất ngờ. Kẹp bắt chuối rồi. Đi ra ngoài rừng thì có gì bẻ nấy. Chút mà có cá thì nướng, không có thì ăn bắp chuối đỡ. Món bắp chuối, nướng mọi người ăn cực kỳ ngon. Rồi một cái. Đâu được mấy bắp? Bắp nhỏ mới ăn được. Đâu? Được. Lụm luôn. Lụm luôn. Già không bỏ. Nhỏ không tha luôn. Rồi. Đấy, té mấy quận rồi đó. Đuối luôn ấy. Lội gừng. Này đánh nguyên ngày đánh nổi không? Đặt cũng nổi. Gắn. Gắn kiếm được con chứ. Theo mọi. Cứ đá nó sành nhanh lên tí nữa. Cho nó gượt nó táp luôn, cho nó tức nó táp. Có cá theo. Cả tem chia nhau ra ngồi mỗi người một chỗ để đánh nha mọi người. Tại vì ở đây đầm đây cũng rất là rộng. Mà trong đây cũng rất là bịt luôn. Tới thời điểm tới giờ này thì chưa có ai lên được cá cả. Giờ nó hết cay sừng luôn. Cái này móng. Nằm la liệt hết rồi. Đói bụng quá ăn mì luôn không Bi? Má làm tôi mì ăn.
Tới giờ thì mấy anh em chưa ai dính hết trơn thì sang quay qua là câu cá phi luôn để kiếm lương thực cho mọi người. Câu cá phi luôn anh em ơi. Đây là em đang làm phao, phao chặn. Giờ thì chưa, giờ là chỉ còn trông chờ vô sang câu cá phi. Mình quăng ra đây. Gì gì? Ê, cái này em có trong. Trời ơi. Đó luôn rồi chị ơi. Ướt luôn anh em ơi. Câu cá phi mà cái kiểu này. Không có cá ăn nữa, trời không có cá còn ướt quần nữa. Cái này chắc như khu loại bắt luôn á. Ơi một pha rồi, chết luôn rồi. Một pha thấy. Ngủ rồi. Thấy câu quá. Nó đó. Quay. Trời ơi sảy rồi. Táp nữa mọi người, không sóc lưỡi. Đó, mày. Ôi. Đó, con nhá nhảy đó mọi người. Thấy chưa mọi người, nó nhá nhảy đánh trễ không dính. Dính hết á. Wow. Đó, thấy chưa mọi người. Tới giờ thì anh em cũng có cá ăn rồi anh em ơi. Rồi. Rồi. Anh em ơi. Trời ơi mọi người ơi, cả tem đang trông chờ vô cái con cá đó, đi đánh nguyên ngày đã không dính rồi. Giờ là chiếc trông chờ con cá đó mà bây giờ nó sảy luôn mọi người. Tiếc quá mọi người ơi. Cay thiệt, cay luôn. Mất luôn cái con mồi nhá nhảy. Thì với cái địa hình này thì chỉ đánh nhá nhảy thôi. Tiếc quá nè bi ơi. Bi ơi, chỉ là đói rồi bi ơi. Tiếc quá anh em ơi. Đang đói, đang mệt luôn mà cái này. Cả tem trông chờ vô có con cá. Rồi xỉu ngang. Rồi xỉu ngang. Cá nó theo mồi nha mọi người. Dính đây nha mọi người. Dính thôi. Bị dính nha. Có cá ăn rồi anh em ơi. Rồi rồi. Nó bằng con nhá nhảy đúng không bi? Anh nghe nó táp mà. Ồ. Con nhá nhảy này anh em. Câu từ sáng tới chiều quá đi. Ừ. Đúng rồi anh ơi, quá trời bào luôn, đi kiếm lương thực cho mọi người. Ờ, dính cái này là có cá ăn rồi. Chú này hả? Mẹ, em, nè, để hồi em cho anh coi là video. Ừ. Thôi bây giờ. Ờ, cái con nhảy nhảy đó mọi người. Giờ cái địa hình mà gông cái này thì cứ lấy nhảy ra bào. Anh thang ấy, để em chụp hình nữa. Quá phê luôn. Quá đã, quá đã. Thêm nước quá rồi. Nước. Đứng rồi. Tới ừ. Chiều mấy cơ. Anh Toàn bánh trên đó cũng có nữa anh Toàn. Ừ. Giờ thì sẽ đây. Ở đây còn một con nữa. Ôi, xích ra, xích ra. Em muốn hỏi anh chụp tấm ảnh. Mình đi đến đây thì thấy cái chỗ này nó ít gông nè. Cái đường này thấy cũng dễ thảy cái con mồi nhá nhảy nè. Thì giờ mình sẽ đánh cái đường này. Cái đường này cũng khá là im á mọi người. Địa hình thì gông hơi nhiều. Oh.
táp liền mọi người. Wow, wow. Quấn vô lú à. Dây mình dây tô man 2 chấm mình nải hết. À, táp đẹp quá mọi người. Wow. Wow. Phê quá. Quá phê. Cá cũng khá to mọi người. Quá dính gông. Nồi gông luôn. Wow. Táp rất là đẹp luôn. Vô cây. Wow. Khỏe cây mới được. Wow. Phê quá anh em ơi. Nhảy nhảy. Quá nhảy với địa hình gông nè. Địa hình nào có gông á. Mà anh em nào muốn đánh cảm giác á, mà nổi á, thì chơi cái con nhảy nhảy nha. Nè. Đó. Quá phê. Táp quá đẹp luôn. Cuối cùng thì mấy anh em cũng câu dính được cá. Và đây là được 2 con cá nha mọi người. Hai con này thì chắc đủ mấy anh em ăn rồi. Giờ củi thì cũng đã kiếm rồi. Giờ đang nhúm lửa đây. Nhúm lửa. Chưa đói lắm rồi. Giờ này củi không biết đủ không mình nè. Đủ mà. Đói bụng lắm rồi. Đây là cái bắp chuối hồi sáng nha. Bắp chuối hồi sáng là lúc mà đi câu ở trên đường đi là đã bẻ được một bắp, là hai bắp, là còn bắp nhỏ nữa đâu. Trong cặp đó nó đi. Ở trong cặp đó. Thì giờ là mình sẽ nướng trước nha. Có bắp chuối này thì nó lâu chín. Cá chín rồi Bi ơi. Thức đi Bi ơi. Cái đèn bài. Cá chín rồi. Giờ thì cũng có cá. Ờ tủ lên đi. Wow. Đèn thui. Trời ơi, em xin nha. Giây phút chờ đợi đã đến. Cuối cùng thì cũng có cá ăn. Kêu Đạt cái gì ơi. Mày trà cú. Đạt ơi. Đạt ơi. Đạt. Cá chín rồi, cá chín rồi. Quá. Bể. Lấy lên luôn anh đâu. Rồi, chín không chín ăn luôn. Rồi, lên cá đây chín lên đó. Lên nổi không? Nổi. Chín luôn, chín luôn. Lấy cần cẩu lên. Hai người kinh đó. Kiếm nữa lên. Wow. Gà báo. Lên. Không biết chín không chứ đang thui rồi đó. Nhanh luôn sang ơi, chịu không nổi rồi. Đâu đũa đâu hết rồi. Không biết luôn. Lấy đũa qua đây. Lấy đũa qua. Rồi, mấy anh em mình vô đây cho xin đôi đũa đi. Đây, một đôi đũa nè. Vô quá, đau bụng rồi. Đâu trường luôn. Cái gì? Danh có trường lua luôn hả? Rồi, vô luôn anh em ai ơi. Ai cũng lua hết trơn á. Rồi, cưng tách tách ra đi xem. Đây, tách ra. Gỡ nguyên cái lớp da nó ra luôn. Người câu người tách luôn đi. Ồ, bốc khói luôn nè. Wow. Ồ, vui quá. Tách hết ra luôn, tách trắng ra luôn đi. Ôi trời ơi, chín rồi. Ôi trời ơi, em Ngọc Trinh. Ôi trời ơi. Khói kìa. Nhìn nó khác chứ nó không khác nè. Nhìn nó khác vậy thôi chứ nó đang vui à.
Nhìn bên ngoài nó vậy thôi, bên trong nó trắng lắm à. Trong trắng lắm á. Đây nè, ta tắt cái lấy lớp da này ra luôn đi. Dạ để bên rồi. Wow. Ồ nước nó chảy rồi trời. Vô chảy rồi chảy nước à. Quá wow, tới công chuyện rồi. Đúng là công chuyện thiệt rồi. Chiếc này chết giết chúng tôi rồi. Sư phụ nhà thèm chết luôn. Tới công chuyện thiệt rồi anh đồng ơi. Đây cái tay nó chấm để trong giữa nè. Quậy lên. Rồi. Nó màn gì đấy á. Ủa, ai vậy trời? Từ đó thấy nước rồi đó. Run tay chứ. Chín rồi. Chín rồi. Ăn hết rồi. Cầm đũa lên hết em ơi. Chơi một miếng bự luôn đi. Quá trời đói rồi. Đắp một miếng bự luôn. Nhìn đưa chuối gì, nhìn đưa. Quá đã. Ừ. Dài. Ngon vậy. Ừ. Chín chưa lại? Chín chưa mà. Mời mọi người nha. Quá ngon. Chứ giờ quá đói rồi ăn. Nó dài, nó béo, nó ngọt. Ngon lắm không? Cực kỳ ngon. Vô vô. Vậy vô đi. Vô vô anh em ơi. Còn con nọc sao ký. Bây giờ sáng mua hộp cơm rồi trời. Mua. Sáng nó quá vậy chị lẹ lẹ. Quá trời nước miếng luôn. Vậy. Chảy đồng đồng luôn hả? Trời ơi. Rồi sáng giờ đâu có ăn cơm đâu. Ở quá rồi. Đã không? Cá chẽm gói bắp chuối. Nó cay thiệt. Vừa cay. Nhưng mà béo, ngọt. Bắp chuối thì chát chát á. Bùi mùa tháng. Quá ngon. Giờ thì cũng chiều rồi. Nói chung là cái cuộc thử thách sinh tồn ở ngoài đầm thì coi như là cũng đã kết thúc. Nói chung là anh mấy anh em cũng khá là thành công, cũng lên được hai cá rồi. Có người nào mốm rồi biết à. Đó, bây giờ sẽ kết thúc video luôn nha mọi người. Chào tạm biệt anh em nha. Bye luôn nha. Mọi người. Bye. Bye.